Xin chào Ngọc Mai. Chào anh. Rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Và trong cuộc sống chắc chắn bạn tin tưởng vào bố mẹ rất là nhiều không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Có bao giờ bạn sợ cái tư tưởng là bố mẹ áp đặt mình không? Dạ, cũng có đôi lúc em có tư tưởng là sợ ba mẹ áp đặt. Nhưng mà khi mà mình chọn một người bạn đời thì ba mẹ sẽ là người quyết định chọn cho mình. Để mình sẽ chọn một người đi với mình hết một con đường dài. À đúng vậy, chúng ta còn rất trẻ và đôi khi sợ là những quyết định đó bị sai lầm. Hãy để cho những bậc tiền bối với những kinh nghiệm sống của họ trong tình yêu sẽ giúp cho bạn đưa ra những lựa chọn quyết định xuất sắc nhất. Và không biết là ngày hôm nay bạn sẽ đồng hành với ba nhân vật nào ạ? Dạ, hôm nay em sẽ đồng hành với người đầu tiên là ba của em, người thứ hai là mẹ của em, và một người nữa cũng rất là đặc biệt, đó là người yêu cũ của em.